Ngắm nghĩa chân dung của ta, người đang trông thấy gì? Ánh mắt xa xôi ngổn ngang, hẳn là hay suy nghĩ. Hài lòng với đời hay còn chơi vơi, nhẹ nhàng thành thơi hay vẫn than trời? Vậy thì sao mặt tựa nướng ánh trăng, miệng cười thật tươi cho đời vương? Vẫn nhân dạng này ta đã mang bao lâu nay, dẫu lắm vơi đầy hồn vẫn say ướt đôi mắt lệ cay. Người sẽ được thay một đóa hoa vô thường, ngát hương đêm ngày biến hóa khôn lường. Một lần ta khoác lên muôn vàn khuôn mặt, một phen khiến thế gian quay cuồng nghi hoặc. Hiện thân kia chính do tay ta sắp đặt, để khi vang tiếng ca mi hoặc cõi đời ta vẫn là. Một lần ta khoác lên muôn vàn khuôn mặt, một phen khiến thế gian quay cuồng nghi hoặc. Hiện thân kia chính do tay ta sắp đặt, để khi vang tiếng ca mi hoặc cõi đời ta vẫn là. Nhịp thở và từng câu hát, thôi quên đi, quên đi, quên đi muôn vàn khuôn mặt này. Những điều tốt theo dòng hát bay xa, tôi ngoan tình thù thì mà hóa hư không.